Xin chào các bạn, ở đây mình đang có một chiếc điện thoại của Nokia, Nokia 8.3 5G. Thì đây là chiếc điện thoại sẽ được Nokia bán ra vào thời gian tới. Và rõ ràng các bạn hoàn toàn có thể mua nó tại FPT Shop. Và video này mình sẽ trên tay nhanh để xem thử là với Nokia 8.3 thì Nokia đem lại những gì cho người dùng khi mà mua chiếc máy này nhé. Đầu tiên thì về thiết kế mặt lưng thì mọi người có thể thấy là nó khá là tương đồng với lại chiếc Nokia 5.3 trước đó. Rõ nhất đó chính là cái cụm camera hình tròn ở đây. Thì ở đây nó đặt 4 camera của Zhiyun luôn và cái đèn flash. Và cái mặt lưng này thì Nokia gọi nó là cái màu xanh thiên hà với một cái dãy màu xanh sáng ở giữa. Và hai bên thì nó sẽ là màu đen. Và cái này nó được làm bóng ở mặt sau luôn. Và nó hơi bo cong lại kiểu mặt lưng 3D. Nên các bạn cầm nó sẽ ôm tay và cái cảm giác nó bám hơn. Tuy nhiên cái mặt lưng này nó sẽ rất dễ bám vân tay, nên là nếu dùng thời gian lâu dài thì các bạn sẽ phải thường xuyên lau cái mặt lưng này, bởi vì nếu mà nó bám lên nhìn nó khá là khó chịu. Cảm nhận đầu tiên của mình luôn khi mà cầm cái chiếc máy này trên tay đó chính là nó sở hữu một cái ngoại hình to, cầm đầm tay. Thực ra là cũng dễ hiểu bởi vì nó sở hữu một cái màn hình lớn, màn hình này lên tới là 6.81 inch lận. Và dễ so sánh hơn một xíu nữa thì mình có cái con Galaxy Note 20 Ultra ở đây. Thì cái kích thước của nó bề ngang thì nó tương đồng với lại Galaxy Note 20 Ultra. Còn về cái chiều dài thì nó sẽ dài hơn chiếc Note 20 Ultra một tí. Đối với tay của mình thì mình cầm điện thoại to thì mình cũng đã quen rồi, nên là mình không vấn đề gì cả. Tuy nhiên với những bạn mà tay nhỏ hơn thì các bạn sẽ phải cân nhắc với cái chiếc điện thoại này. Và một điểm nữa mà gần như khi cầm tất cả các điện thoại thì mình kiểm tra đó chính là cái về cái chất lượng gia công. Thì mình đánh giá cao cái chiếc Nokia 8.3 này bởi vì các chi tiết ghép nối của nó ở mặt sau này, mặt trước nó hoàn toàn rất là liền lạc. Thường đó thì mình sẽ kiểm tra bằng cái việc là mình vuốt ở cái phần mép viền vào bên trong. Nếu như mà cái mặt kính này là làm công 2.5D nữa mà vuốt nó theo kiểu sắc cạnh thì cái máy nó mình không thích cho lắm. Còn với Nokia 8.3 thì nó làm khá là tốt điều này. Các chi tiết ghép nối của nó thực sự là làm mình rất là hài lòng khi mà cầm. Đợt này thì gần như tất cả các hãng họ đều mang cái cảm biến vân tay đặt ở cái cạnh bên này. Và chiếc Nokia 8.3 cũng vậy, nó đặt cái cảm biến vân tay ở bên cái cạnh nguồn luôn. Và dành cho những bạn nào mà các bạn hơi lo lắng về cái cảm biến vân tay ở đây thì chắc chắn với các bạn là các bạn xài rất là sướng, bởi vì cơ bản là mình chỉ việc nhấn phím nguồn là nó sẽ mở khóa luôn, rất là tiện cho mình trong cái việc là mở khóa và nhận diện cũng rất là nhanh nữa. Về phần màn hình thì chiếc Nokia 8.3 này sở hữu một cái màn hình độ phân giải là Full HD với kích thước là 6.81 inch, tỷ lệ của nó là 20:9 và nó sử dụng tấm nền là IPS LCD. Thì cái màn hình này đối với mình ở trong cái phân khúc giá của máy thì mình thấy là màu sắc nó sẽ đẩy hơi rực rỡ lên một tí. Về chất lượng màu sắc, độ chi tiết thì cái này sẽ đáp ứng rất tốt cho cái việc là những bạn chơi game này, xem YouTube hay là xem phim thì thật sự là rất là tốt. Và mình sẽ đảm bảo là mọi người hài lòng với cái chất lượng hiển thị của nó. Còn nếu như mà xét sâu hơn nữa ở những cái màn hình trắng như thế này thì mặc định cái chiếc Nokia 8.3 này màn của nó hơi xanh, và mình buộc phải vào trong phần cài đặt, sau đó thì mình vào phần màn hình và hiển thị của nó cũng như là chỉnh lại cái độ cân bằng trắng, chỉnh nó ấm lên một tí để mình có thể sử dụng nó vừa cái mắt của mình hơn. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mọi người thôi. Còn ở những cái hình nền hay là các bạn xem YouTube thì các bạn sẽ khó phát hiện điều này. Ngoài ra nữa thì phần màn hình của Nokia 8.3 còn có một cái công nghệ là Field Display. Thì với cái phần này thì các bạn khi mà các bạn bật nó lên thì nó sẽ tự động là đẩy màu rực rỡ lên cũng như là chuyển chất lượng nội dung từ HDR sang HDR để chúng ta có những cái trải nghiệm về hình ảnh hay là video nó sẽ thực sự là sống động hơn. Chẳng hạn như ở đây sẽ có 4 cái chế độ là xem hình ảnh này, video, đọc và chơi game. Quay trở lại với cụm camera thì ở phía sau này Nokia làm 4 camera ở mặt sau với camera chính với độ phân giải là 64 megapixel, sử dụng ống kính của Zhiyun và góc siêu rộng là 12 megapixel, 120 độ, vẫn là ống kính của Zhiyun luôn. Và camera macro 2 megapixel, một cái camera phụ 2 megapixel. Thực sự là chắc là Nokia để vào thêm một cái camera macro nữa cho nó đẹp vào cái khung hình này thôi, chứ cơ bản là mình thấy cái camera này khá là dư thừa. Thêm nữa là cái camera góc siêu rộng của chiếc Nokia 8.3 này nó cũng có autofocus, nên là các bạn cũng có thể chụp cận cảnh với camera góc siêu rộng và quay video nữa. Và cái tốc độ lấy nét của camera này thì thật sự rất là nhanh, gần như là nó nhận diện chủ thể và chuyển nét rất là đẹp. Và mình khá là hài lòng khi mà chụp với cái này. Đây, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ các bạn có thể thấy là nó nhận diện cực kỳ nhanh với cái này. Và giao diện chụp ảnh của Nokia thì trước giờ thì mình thấy nó gần như không có quá nhiều sự thay đổi. Các bạn cũng có thể vuốt qua để quay thêm nhiều cái chế độ khác nhau này.
chế độ chân dung. Ở đây thì chúng ta sẽ có chuyển đổi giữa camera góc siêu rộng, camera thường và camera macro. Và ngoài cái tính năng 5G thì Nokia họ tự hào và tự tin nhất trên cái sản phẩm này đó chính là những cái tính năng về camera. Thì một trong những cái mà mình rất ấn tượng đó chính là các bạn có một cái chế độ quay video, quay phim chuyên nghiệp. Đây là cái giao diện quay phim chuyên nghiệp của nó. Thì đây là một trong những cái giao diện mà các bạn có thể tùy chỉnh lại được toàn bộ những thông số, bao gồm là ISO, tốc độ màn trập. Và tốc độ màn trập ở đây các bạn hoàn toàn có thể quay ở mức là 1/24 giây. Và chúng ta có thể quay được rất là nhiều shot hình với video với cái này. Và ngoài ra nữa các bạn còn có thêm một cái độ phân giải là 2K hoặc là 4K, đều là 24 khung hình cả. Và thêm nữa Nokia trang bị ở đây có một cái định dạng đó chính là định dạng H-Lock. Nó giống kiểu như là màu C-Lock hay là S-Lock trước khi mà các bạn quay phim trên máy Sony hay là Canon. Rồi đây thì nó sẽ nhạt màu như thế này và nó sẽ chúng ta có thể bật cái hỗ trợ xem H-Lock lên khi mà các bạn quay bằng cái này. Thì với những bạn mà các bạn thích quay video trên điện thoại ở cái mức chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể sử dụng cái này. Nó có cái video góc siêu rộng và một cái video của góc thường để các bạn có thể tùy chỉnh. Những cái thông số hiển thị thì nó sẽ hiển thị ở ngay góc phía trên này, cũng rất là tiện lợi. Hoặc là với cái chế độ quay video thông thường thì các bạn cũng có một cái mục chuyển rất là nhiều, góc rộng này, rồi ngoài ra nó có thêm một cái chế độ là siêu chống rung để các bạn giống như là siêu chống rung vậy, để các bạn có thể quay những cái shot mà các bạn đi nhanh thì nó sẽ không bị rung cho lắm. Và thêm một cái nữa đó chính là cái tính năng đây, dual side. Trước giờ thì nó cũng đã rất là nổi bật ở trên cái dòng Nokia rồi. Và ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể có một cái nút like riêng ở trên YouTube luôn. Thì nó rất là tiện cho những cái công việc livestream hiện tại, mà cái xu hướng hiện tại mà mọi người đang sử dụng. Sau khi mà mọi người quay video ở định dạng mà H-Lock thì mọi người hoàn toàn có thể vào ở trong phần thư viện. Sau đấy các bạn sẽ mở cái video lên. Và ở trong này nó có một cái mục là chỉnh sửa. Khi mà các bạn chỉnh sửa thì nó sẽ cho các bạn phủ được những cái màu. Đây, dạng như những cái lướt màu các bạn có thể sử dụng để phủ lên cái video màu H-Lock này. Về chất lượng camera chụp hình thì thực sự là Nokia đã cố gắng mang lại cho mọi người những cái trải nghiệm, cũng như là đặc biệt là cái phần quay video. Nó có thể quay ở nhiều cái định dạng khác nhau, cũng như là mọi người có thêm những cái tùy chọn khác nữa. Và ngoài ra nữa, ở trong cái phần thêm thì các bạn sẽ có một cái vài cái công cụ thêm, chẳng hạn như ban đêm, ảnh toàn cảnh. Và chế độ chuyên nghiệp thì mọi người sẽ có cái giao diện Nokia quen thuộc trước giờ với những cái thanh công cụ như thế này. Và một cái nhược điểm mà mình nhận thấy ở chiếc máy này đó chính là về phần màn hình của nó. Thì nếu sử dụng trong nhà hay là điều kiện mát mẻ các thứ thì nó hoàn toàn bình thường. Còn nếu như mình sử dụng nó ở chụp hình ở trong cái điều kiện ngoài trời nắng thì các thứ, thì mình cảm thấy cái màn hình này nó chưa thực sự là sáng lắm đối với cái nhu cầu của mình. Về cấu hình thì như thế nào? Chiếc máy này sẽ sử dụng con chip Snapdragon 765G. RAM sẽ có phiên bản là 6GB, 8GB, bộ nhớ trong là 64 hoặc 128GB. Và viên pin đi kèm sẽ là 4500mAh, kèm theo đó là sạc nhanh 18W cho chiếc Nokia 8.3 này. Thì với con chip Snapdragon 765G thì mình không có phàn nàn những vấn đề chơi game trên cái chiếc máy này gì cả. Và nó cũng đủ sức để mà gắn hoàn toàn mượt mà cái thao tác tác vụ của các bạn. Duy chỉ có một điểm, khi mà mình thực hiện cái thao tác quay video ở chế độ chuyên nghiệp đó, thì quay tầm khoảng đâu đó vài phút đến 10 phút, 15 phút là máy đã có hiện tượng nóng lên khá là nhiều rồi. Đây là bản mình nhận thì bản chưa thương mại, nên khi mà mình có bản thương mại sẽ là một cái bài đánh giá chi tiết hơn cho mọi người. Và các bạn cảm thấy chiếc Nokia 8.3 như thế nào? Cá nhân mình thấy thì với những sản phẩm mới ra này thì Nokia không quá tập trung vào phần thiết kế, đặc biệt là ở mặt sau các bạn có thể thấy chúng ta đang ổn định với cái phần thiết kế này. Và Nokia đang đi vào trong cái phần là phần trải nghiệm, đặc biệt là về camera. Cái điều mà trước đó vốn rất nổi tiếng của Nokia thì có lẽ họ đang tập trung vào phần đấy nữa. Rồi, cảm ơn các bạn, và nếu video hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.